Chào anh chị, video này chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp dựng hình chiếu trục đo trên cái phần mềm AutoCAD 2D. Ta sẽ dựng hình chiếu trục đo bằng cái lệnh 2D và cụ thể thì chúng ta đang quan sát một cái mô hình hình chiếu trục đo vuông góc đều và trong video này mình sẽ mô phỏng lại, vẽ mô phỏng lại. Ok chị, thì trước khi mà thực hiện cái phương pháp vẽ hình chiếu trục đo, ta sẽ có những cái lưu ý như sau. Mình sẽ xác lập những cái nút trạng thái. Ở trên cái thanh Start này, chúng ta sẽ xác lập một số nút trạng thái. Ở cái trạng thái mở, tức là On, đầu tiên là cái nút trạng thái Boolean Docking. Ta xác lập kích chuột phải lên cái nút Boolean Docking và chỉ xem là chúng ta đang chọn số giây góc cực là 30, có nghĩa là đường dẫn hướng của mình sẽ xuất hiện ở những cái góc mà chia hết cho 30. Ok anh chị. Rồi, để chọn các plane làm việc, tức là những cái không gian làm việc á, thì chúng ta sẽ mở cái nút trạng thái ISO Wrap và cụ thể chúng ta sẽ có những cái plane là ISO Plane Lab, tức là cái không gian cái khung nhìn mặt lab, rồi là mặt tớp và mặt vai. Chúng ta vẽ ở cái mặt nào thì chúng ta chọn mặt đó. Đó là cách thứ nhất để chọn mặt làm việc, chọn plane làm việc. Cái thứ hai là chúng ta nhấn phím F5. Ok, bây giờ tôi nhấn phím F5. Mỗi lần tôi nhấn F5 á thì tại cửa sổ lệnh Command Window này nó sẽ xuất hiện một cái dòng thông tin cho biết, cho phép là chúng ta thấy được là cái thông tin cái plan mà chúng ta đang chọn, đang kích hoạt. Tương tự như vậy, tôi nhấn một lần nữa là left, nhấn thêm một lần nữa là right và tôi cứ nhấn F5 là tôi sẽ chuyển đổi các cái plan làm việc. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là anh chị có thể nhấn tổ hợp phím Control cộng phím E và phím F5 có chức năng giống nhau. Ok. Rồi, trước khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ tạo ra một lưu ý thứ ba là chúng ta phải tạo ra các cái hai kiểu dim khác nhau. Ok, tôi nhấn phím D. Nhấn phím D hoặc là tôi nhấn Ctrl cộng số 0 để tôi đưa cái giao diện màn hình về như thế này. Ok anh chị nè. Bây giờ chúng ta đang làm việc. Tôi đã vẽ hình rồi và tôi đã tạo ra hai cái kiểu kích thước rồi. Bây giờ tôi nhấn phím D ở trên bàn phím, nhấn Enter để mở cái hộp thoại Dimension Style Monic. Ok, ở trên cái hộp thoại này tôi đã tạo ra hai cái kiểu dim là dim 1 và dim 2. Bây giờ mình quan sát hai cái dim này là dim annotation. Annotate anh chị tạo bằng cái phương pháp annotate, tức là tạo bằng cái chức năng annotate. Ok. Bây giờ mình chọn dim 1, bây giờ mình modify để mình xem những thông tin của nó. Tôi đã xác lập ở đây. Đây. Đã xác lập rồi. Cái file này tôi sẽ gửi cho anh chị bằng một cái đường link kèm theo cái video mà chúng ta đang xem để chúng ta tiện tham khảo. Riêng cái mục test này thì cái mục test này anh chị chọn nè, tôi sẽ tạo ra hai kiểu test. Một cái kiểu test là test dùng cho dim 1. Phông chữ của nó là UTM AVO. Và chúng ta lưu ý là cái Oleki angle là góc nghiêng của cái test này là 30. Ok anh chị nha. Và cái test thứ hai, cái dim thứ hai modify thì nó chỉ khác nhau cái phần test thôi. Trong cái kiểu chữ của cái kiểu kích thước này á, là test dim 2 và ta xem cái test dim 2 này nó như thế nào. Test dim 2 thì ở đây là cái Oleki angle này nó là -30, có nghĩa là nó đang nghiêng một góc là -30 đó anh chị. Ok anh chị. Rồi đây. Anh chị xem nó nghiêng một góc -30 này. Đấy. Ok, thì cái kiểu dim này, để xác lập cái kiểu dim này, để tạo ra một kiểu dim mới mà theo cái annotate thì chúng ta sẽ chọn annotate và nhấn new. Và ví dụ như chọn annotate, nhấn new, tôi tạo ra là dim 2, dim 3. Dim 3, ví dụ như vậy. Ok. Còn nếu như mà tôi đã xác lập trước rồi cái dim 1 rồi, bây giờ tôi muốn tạo ra một cái dim 3 có những cái thành phần, những cái yếu tố, những cái thành tố của cái kiểu dim 1 này mà tôi muốn kế thừa lại, tôi chuyển sang cái dim 3 thì tôi phải chọn cái dim 1 và nhấn new. Ở đây anh chị thấy nè, copy of dim 1 thì bây giờ là gì? Nó bắt đầu từ cái dim 1, nó kế thừa những yếu tố của dim 1 để tạo ra, để khi mình hiệu chỉnh sẽ tạo ra một cái dim mới là dim 3. Ok anh chị nha. Thì cái phương pháp này chắc là anh chị đã biết rồi. Ta nhấn continue và ở đây là tôi chỉ là thay đổi ở cái mục test này thôi. Đấy. Ok, bây giờ tôi đang có hai cái dim rồi, bây giờ mình kế thừa mình làm việc luôn. Tôi nhấn cái lệnh LA để mở cái hộp thoại Laser Prompt Monic này, thì ở trên cái hộp thoại này tôi xác lập một số cái lớp. Thì cái này anh chị, tôi nghĩ anh chị cũng đã biết cách làm rồi. Ok. Ở đây tôi tạo lớp là kích thước và nét chính hai lớp thôi, mình làm việc hai lớp thôi.
Anh chị nha, chúng ta đang ở trong lớp kích thước. Bây giờ chúng ta chọn cái lớp mép mép chính. Ok, tôi đang ở trong cái khung nhìn này đúng không anh chị? Tôi không quan tâm lắm, bây giờ tôi tắt mắt ra đi thì chúng ta trở về cái không gian làm việc bình thường. Rồi tôi chọn một điểm nóng. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ phác thảo lại. Tôi sẽ vẽ ví dụ cho một cái mặt là mặt tốp trước đúng không anh chị? Mặt tốp dưới này nè anh chị nè, mặt tốp dưới này. Ok, rồi để vẽ mặt tốp thì bây giờ mình sẽ chọn vào cái nút trạng thái Isograph để nó là on. Sau đó ta nhấn phím F5. Đây, chúng ta có được cái plane top. Plane top ở đây rồi. Bây giờ mình vẽ. Ok anh chị? Rồi, line. Ta vẽ bình thường. Enter. Rồi, ta vẽ một đoạn là 70. Anh chị thấy cái đường dẫn hướng không? Nếu như chúng ta cái nút bolder này mà không chọn thì chúng ta sẽ không có cái đường dẫn hướng. Anh chị sẽ chọn cái đường dẫn hướng. Và cụ thể là cái bolder tracking của nó là 30. Ok anh chị nè. Nè, bolder tracking của nó nè, 30 nè, increment angle 30, có nghĩa là đường dẫn hướng sẽ xuất hiện ở những cái vị trí, những góc mà chia hết cho 30. Ok, đây, ta nhìn đây góc này, ta vẽ theo cái hệ trục tọa độ mà anh chị nhìn thấy trên màn hình, 70, và ta đường theo đường dẫn hướng, ta vẽ bao nhiêu anh chị? Đoạn này là 30, 30, cái bán kính là 20, 10 là 30, 60, 40, 40, 50, 50. Ok đúng không? 40 cộng cho 10 là 50. 50. 50 mà 130 mà trừ 50 còn 80, tôi vẽ 80 đúng không? Ok, vẽ 80. Tiếp tục tôi enter. Được chưa? Chúng ta có một đoạn là 80. Đúng không anh chị? Đoạn từ đây đến đây nè. 50, 50. Đúng rồi, 80. Bây giờ ta có một cái lưu ý là lưu ý thứ tư khi mà vẽ hình chiếu trục đo vuốt đều ở trong AutoCAD 2D, đó là khi vẽ các cái đường tròn ở các plane, ở các cái mặt plane, những cái plane này thì ta sẽ sử dụng lệnh E, L là ellipse với tùy chọn là I, isocycle. Anh chị lưu ý nha, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái này à anh chị. Cái này ta vẽ trong cái mặt lép đúng không anh chị? Rồi, ta tiếp tục ta like này. Ok, bắt mục tiêu này. Cách ra bao nhiêu anh chị? 40, 40 nè. Đừng chọn 40 đó. Và vẽ ra là 10 nữa. Enter là kết thúc cái việc ta vẽ mặt bằng này đúng không? Bây giờ ta dựng lên trên cái được không anh chị? Rồi, ta dựng trên là ta sẽ vẽ cái mặt gì? Mặt lép. Bây giờ tôi chuyển sang mặt lép nha. Nhấn F5. F5. Mặt right. Mặt right. Tôi sẽ chuyển sang mặt right để vẽ. Đúng không? Enter. Từ đây tôi dựng lên trên là 70. Đúng rồi, tôi vẽ. Enter và dựng lên trên là chỗ này là dựng lên trên bao nhiêu đấy? 15. Ok. Rồi bây giờ để vẽ mặt cái đường tròn ở trên cái mặt right này thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh EL Enter và nhớ là chọn Y cho tôi nha. Rồi yêu cầu chúng ta là xác định tâm thì tâm của nó cách cái điểm này tôi rê chuột bắt mục tiêu cái này là không kích chuột trái theo đường dẫn hướng mà nhập vô bao nhiêu. Bán kính tâm của nó cách cái điểm đầu tiên đó là đây anh chị. Ok. L. L. Ok. Rồi. Chọn ISO. Bắt mục tiêu. Kéo thẳng ra ngoài. Nhập vô đây bao nhiêu? Tâm của nó cách đó là 20. Nhập vô 20. Đây, ok. L, enter, bắt mục tiêu. Đi cái đã. Hai mươi và nhập bán kính là 20 luôn nha. Ok nha. Rồi bây giờ để trim, cái đoạn bên dưới ta sử dụng lệnh TR enter 2 lần và ta trim đi. Đây, ok anh chị nha. Ok, TR. R regen. Ok, TR enter 2 lần mình trim cái đoạn này đi. Tương tự để vẽ mặt bên phía trên này. Ok anh chị nè. Ở đây này thì tôi sẽ chọn cái mặt mặt right, mặt left,
Đây. 15. Ok. Vẽ sang này. Ok. Ok chưa? Rồi. Đoạn này là 90, 130 mà trừ cho 90 là còn 40. Lại còn vẽ vô đây 40. Tớp. Ok. 40 đúng không? Đấy, 50. Và tôi vẽ nhiêu nữa đây anh chị? Ok. Đấy. Ok, là nhiêu đây? 30, 15 là vẽ lên 15 nữa. Ok, 15. Ok. Đấy, cứ tương tự như vậy là anh chị chọn cái mặt và chúng ta làm việc. Đấy, ta chọn cái mặt, ta nhấn F5 để chuyển, để chọn plane làm việc, chọn plane làm việc. Ok, anh chị thấy xem xong chưa nè. Ok nè, bây giờ chúng ta bắt đầu là gì? Tôi sẽ không vẽ lại, rất là mất thời gian. Tôi sẽ copy cái hình này vào. Rồi, Enter, chọn C, Enter, ta ra chụp đây. Nhiệm vụ của tôi là bây giờ tôi bỏ mấy cái này nè. Tôi bỏ mấy cái kích thước đi. Đấy, như vậy là cái việc vẽ là anh chị biết rồi. Nhấn F5 và chọn mặt, sau đó chúng ta vẽ bằng cái lệnh 2D bình thường. Lưu ý là khi mà vẽ hình tròn thì ta sử dụng cái lệnh Ellipse với tùy chọn ISO Cycle. Ok. Xong rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ đo. Tôi sẽ đo nè. Đo cái mặt nào thì anh chị chọn mặt đó trước đúng không anh chị? Ví dụ như là đo mặt tớp thì chúng ta cho nhấn F5 để chọn tớp nè. Ok chứ? Đây, để đo mặt này trước đúng không? Ok, bây giờ là gì? Ta nhấn D. Nè, ta chọn dim 1 nè. Ok chứ? Ta chọn dim 1 nè. Ta set scale lần nè. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn lớp và lớp kích thước chúng ta sẽ đo. Ta sẽ gọi lệnh đo. Và một lưu ý thứ năm, ở trong cái phần là vẽ hình chiếu trục đo là chúng ta phải sử dụng lệnh line align để chúng ta đo các đoạn thẳng như thế này. Ok, anh chị xem nè, thấy chưa nè. Như vậy là cái đường giống ở trong cái kiểu kích thước này nó đang nghiêng một góc như thế này, 30 độ như thế này. Ta sẽ sử dụng cái lệnh lưu ý thứ sáu, sử dụng lệnh dim. Sử dụng lệnh dim ok, tôi sử dụng lệnh dim để hiệu chỉnh cái góc nghiêng cho cái đường giống và tôi chọn là đó, thì chọn dim ok, tôi chọn cái này nha anh chị, chọn nè, enter và nhập vô đây một góc 30 độ. Ok, rồi xong chưa? Bây giờ mặt bên này, cái đoạn bên này đúng không? À, ta sử dụng cái lệnh gì đây? Cũng là lệnh là align it, chọn ở đây. Ok. Rồi. Cái chữ này, cái chữ đôi số đo kích thước mà nó như thế này thì ta sẽ chọn lại đế enter và chọn lại kiểu dim 2 set. Đấy thì nó sẽ đúng hơn. Đấy. Anh chị xem nè, thấy không nè, nó nằm như là hợp lý chưa? Ok, bây giờ là mình xoay cái này lại đúng không? Dim E. Ok, ta chọn là gì? Poly Key, chọn vào cái này. Enter và nhập vô trừ 30. Ok. Đấy, chúng ta sẽ có được. Tương tự ta sẽ cho cái này, ok cho anh chị. Nè. Đoạn này bao nhiêu anh chị? Đoạn này anh chị biết bao nhiêu? 90 đúng không? Ta kéo thẳng là ta chọn một điểm rồi, ta nhập 90 luôn. Nhập vô 90. Enter. Đấy, kéo ra rồi. Và dim E, tiếp tục dim E và ta chọn cái tùy chọn là này và chọn vào đường giống. Enter, nhập vô trừ 30. Ok. Rồi tiếp tục đo, ta chọn điểm này đúng không anh chị, chọn điểm này ok chưa, tới đây đúng không anh chị, rồi nó là bao nhiêu anh chị xem ở đây bao nhiêu, nó là 30, 30 thì tôi chọn ở đây, kéo ra. Đấy. Ta sử dụng đi mè đi mè ok, ta chọn một thì chọn Oliki, chọn đường giống enter và nhập trừ 30 độ. Ok, ta sẽ có được cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ đo cho cái phần là gì, R20, R20 thì ta có thể sử dụng cái lệnh này anh chị nè. Leader LE. Ta kích chuột vào đây đúng không? Ta chọn setting trước đã, chọn setting nha. Enter chọn setting và bây giờ ta đánh dấu vào tại cái mục attachment nè, ta đánh dấu vào underline, button line. Ok. Chọn vào đây. Được chưa anh chị? Đưa ra ngoài. Nhấn Enter. Enter.
Enter một lần nữa để chọn mở test. Và bây giờ mình gõ vô error bao nhiêu? 20. Ok, error 20. Error 20. Error 20 nha. R20. Ok, như vậy là anh chị đã tạo được một cái chú thích như vậy. Tương tự như vậy anh chị tạo chú thích đây là máy hai lỗ, đường kính là %% C 15. Ok. Bây giờ đo mặt này. Bấm mặt này thì mặt này là mặt gì? Mặt right thì chúng ta nhấn F5. Nè, mặt right ISO right này, ISO blend right. Ta không tiếp tục sử dụng công cụ align chúng ta đo. Đó. Vậy được chưa? Ok, vậy được chưa anh chị không? Như vậy chữ số đó có thứ nằm như vậy chúng ta nhấn D này. Ta chọn là cái dim 1 nè và set current nó. Ok. Rồi, ta đo. Vậy được không chị? Ổn chưa? Ổn chưa? Rồi, nó phải nghiêng lên trên đúng không? Cái đường giống nó nghiêng như vậy thì nó đẹp hơn đúng không chị? Ta dim nè, E nè. Rồi, ta chọn Oliki nè. Ok, ta chọn ở đây đúng không? Enter, ta nghiêng một góc là 30 độ đúng không chị? Đấy, như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, cái phương pháp làm là như thế này. Đấy. Tôi nhắc lại những cái lưu ý khi mà vẽ hình chiếu trục đo vuông đều ở trên cái phần mềm AutoCAD bằng các lệnh 2D. Lưu ý đầu tiên là chúng ta xác lập cái nút trạng thái Polar Tracking với cái số giây góc cực là 30. Ok. Lưu ý thứ hai là mình xác lập là các cái tròn, các cái plane làm việc bằng cái nút trạng thái ISO Wrap. Ta có thể nhấn F5 hoặc là Ctrl E để chọn. Lưu ý thứ ba là để vẽ các cái đường tròn ở trong các bề mặt này, ở trong cái mặt, ở trong các plane, ta sử dụng cái lệnh là EL, lệnh ellipse, enter, với tùy chọn là ISO cycle. Ok. Lưu ý thứ tư là ta tạo ra hai kiểu dim với các kiểu dim như thế này nè, thì cái test của nó là nghiêng một góc là gì? Thì nghiêng một góc là 30 độ và cái test còn lại là nghiêng một góc trừ 30 độ. Ok. Lưu ý thứ năm. Lưu ý thứ năm là chúng ta sẽ khi mà đo thì chúng ta sử dụng công cụ đo là line. Lưu ý thứ sáu là để hiệu chỉnh các đường giống ta sử dụng lệnh dim e. Ok, như vậy là chúng ta sẽ có thể biểu diễn được các cái mô hình khung dây bằng phương pháp vẽ là hình chiếu trục đo ở trên bằng các lệnh 2D của AutoCAD. Ok, chúc anh chị thực hành ok cho cái phần vẽ hình chiếu trục đo trên bằng các lệnh 2D của phần mềm AutoCAD. Chào anh chị.